Cặp đôi sao Việt nào nhiều lùm xùm nhất năm 2018? Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng, Tim Trương Quỳnh Anh, Linh Chi, Lâm Vinh Hải hay Trường Giang, Nam Em là những cặp đôi sao Việt khiến dư luận phát mệt vì những lùm xùm trong năm 2018. Năm 2018, cặp đôi sao Việt Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng được truyền thông và mạng xã hội nhắc đến trong thời gian dài bởi lùm xùm quanh chuyện tình tay ba giữa vợ chồng Cát Phượng với diễn viên An Nguy và những sự thật động trời phía sau đó. Chưa rõ Cát Phượng có phải là người dàn xếp scandal Kiều Minh Tuấn như lời tố của An Nguy hay không, nhưng cái giá mà bộ ba này đang phải trả là quá đắt vì đánh mất lòng tin của người hâm mộ. Chưa kể, họ còn đang phải đối mặt với những vụ kiện quanh chính chuyện tình cảm cá nhân. Năm 2018, Trường Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt chuyện tình cảm khi bị liên tiếp các người đẹp công bố anh lăng nhăng bắt cá hai tay. Trước khi kết hôn với Nhã Phương, mối quan hệ Trường Giang Nam Em gây chú ý hơn cả. Nam Em tiết lộ cô và Trường Giang đã qua lại ngay trong thời gian chàng hề sứ quảng hẹn hò với Nhã Phương. Chưa rõ thực hư sự việc khiến hình ảnh của Nam Em trở nên kém đẹp trong mắt dư luận, còn Trường Giang thì liên tục bị đào mộ hình ảnh sát gái trong quá khứ. Tim và Trương Quỳnh Anh có lẽ là cặp đôi Vegas khiến dư luận chán ngán nhất khi thấy nay yêu mai nghỉ, hết tái hợp lại vướng tin đồn rạn nứt. Những tháng cuối năm này, sau nhiều lời đồn đoán thì cuối cùng Tim và Trương Quỳnh Anh cũng đã tuyên bố ly hôn sau 7 năm chung sống. Tuy vậy, cả hai vẫn sống chung nhà, cùng chăm lo cho con và đối xử với nhau tình cảm hơn trước. Trước khi hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Anh vướng vào tin đồn ngoại tình với nam diễn viên Bình Minh. Cả hai còn lộ ảnh thân mật gây xôn xao. Trước khi đó, Tim lại nhiều lần dính phải nghi án tình ái với các cô gái trẻ. Đặc biệt, có lần Trương Quỳnh Anh phải dắt con ra khỏi nhà bởi anh chàng lộ tin nhắn tán tỉnh nữ DJ trẻ. Sau ồn ào, Tim và Trương Quỳnh Anh đều im lặng và chứng minh mối quan hệ vẫn tốt đẹp qua những hình ảnh thân thiết. Lâm Chi và Lâm Vĩnh Hải là cặp đôi hứng gạch đá nhiều nhất sau khi công khai chuyện tình cảm. Chân dài Venus một thời còn bị tố là người thứ ba phá vỡ hôn nhân của Lâm Vĩnh Hải và Lý Phương Châu, cho thấy mình không phải dạng vừa. Linh Chi cũng có màn đáp trả gay gắt anti-fan, thậm chí người đẹp hết lần này đến lần khác lên mạng tố nói xấu Lý Phương Châu trước mặt Lâm Vĩnh Hải, tố cô ngoại tình với bản thân của chồng, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Sự việc khiến dư luận chán ngán cho rằng Lâm Vĩnh Hải và Linh Chi nên ngừng kiếm fame bằng cách nói xấu vợ cũ, vì dù sao Hải và Châu cũng từng là vợ chồng trong quá khứ. Á hậu tự nhận là người tình trong bóng tối của Kim Lý, sở hữu 3 căn hộ, 1 công ty riêng. Cuộc sống của Kiko Chan có chiều thay đổi sau 1 năm lùm xùm với bạn trai của Hồ Ngọc Hà. Cuối tháng 12 năm 2017, Kiko Chan gây xôn xao làng giải trí Việt khi bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm của cô với Kim Lý, bạn trai của Hồ Ngọc Hà. Theo lời chia sẻ của Á hậu Miss Lumiere International World 2017, chuyện tình cảm của cô và Kim Lý bắt đầu từ năm 2015 và kéo dài trong 2 năm. Chính Kim Lý là người chủ động theo đuổi cô và cả hai hẹn hò trong bí mật. Điều này khiến Kiko Chan tủi thân vì chị là người tình trong bóng tối của nam diễn viên đẹp trai. Về phía Kim Lý, anh khẳng định Kiko Chan tự bịa ra câu chuyện tình áo này, đồng thời mời người đẹp đối chất với luật sư. Sau nhiều lùm xùm qua lại trên mặt báo, cuộc sống của Kiko Chan có nhiều thay đổi. Cuộc sống của người đẹp 9X được truyền thông quan tâm hơn. Sau thất bại tại The Face Việt Nam, chân dài quê Nam Định bất ngờ tham dự cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu năm 2018. Trước đó, cô nàng cũng tham dự Miss Global và lọt vào top 6, đồng thời ấm thêm giải phụ trang phục dạ hội đẹp nhất. Trên trang cá nhân, Kiko Chan gây bất ngờ khi chia sẻ về những thành công đã đạt được tính đến thời điểm hiện tại. Người tình trong bóng tối của Kim Lý cho biết, năm 19 tuổi, cô vẫn phải đi xe ôm, làm việc, nhưng vì thấy đắt nên đã dành dụm tháng lương ít ỏi để đi mua xe máy. Năm 20 tuổi,
cô đã giành được một khoản tiền mua căn hộ đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 24 tuổi, cô mua tiếp căn hộ ở quận 1. Năm 26 tuổi, cô mua thêm một căn hộ nữa. Tới năm 28 tuổi, cô đã sở hữu công ty mỹ phẩm mang tên mình. Dự định trong năm tới của Kiko-chan là mua tiếp vài căn hộ để đầu cơ. Như vậy, ở tuổi 28, Kiko-chan đã có trong tay 3 căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh nội thất một căn hộ mà cô không sử dụng và cho bạn bè thuê. Trong phần bình luận với bạn bè, khi được một người bạn băn khoăn cho xin bí quyết mua căn nhà ở tuổi 20, Kiko-chan không ngần ngại trả lời. Cô cho biết khi đó ký được hợp đồng làm tiếp viên hàng không nên được bảo lãnh vay vốn ngân hàng mua căn hộ theo đợt. Mọi mòn 2 năm mới trả xong. Thấy lời quá bán liền tay, lời quá mua tiếp rồi sa ngã vô con đường buôn bán bất động sản đó. Người đẹp sinh năm 1990 dí dỏm. Chân dài quê Nam Định, vừa học xong ngành quản trị kinh doanh và thành công lập công ty mỹ phẩm riêng mang tên mình. Kiko-chan cho hay, sau đúng 28 ngày chạy thử, cô đã thu về 50 triệu đồng tiền lãi. Đây là lần đầu tiên cô bắt tay vào sự nghiệp kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ mà thấy tiền nhanh và lãi hơn rất nhiều so với bất động sản. Kiko tiết lộ rằng, ngay từ nhỏ cô đã có ước mơ làm kinh doanh, tuy nhiên vì cái duyên với nghề tiếp viên và người mẫu, cô đã tạm gác lại đam mê đó. Cho đến bây giờ, khi đã chọn được thời gian thích hợp, Kiko-chan quyết định bắt tay thực hiện ước mơ bấy lâu. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như công việc kinh doanh riêng. Ngoài công việc kinh doanh, Kiko-chan đã dẫn dắt show sự kiện và chụp ảnh thời trang. Thành đạt, nổi tiếng và xinh đẹp, song A hậu 9X không ngại tự đăng ảnh dìm hàng chính mình trên trang cá nhân. Kiko-chan tự khoe bức ảnh chụp cách đây hơn chục năm về trước, khi cô mới chân ước chân giáo vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau hơn chục năm miệt mài,